Hôm nay mùng 1 Tết mình đưa các bạn đi tham quan lễ chùa đầu năm. Và nhân tiện đưa các bạn tham quan qua một loạt những cây bonsai được trưng bày trong khuôn viên nổi tiếng của ngôi chùa này. Trong khu vực chùa chính này, không khí rất là trang nghiêm. Vâng, như các bạn thấy qua màn hình, trong khuôn viên của ngôi chùa này có khá nhiều những tác phẩm tầm trung được trưng bày phía bên phải và bên trái của ngôi chùa. Cây bán như cái này tuổi à? Tuổi Đinh Tị Nam. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.